Rồi ok, chào người. Thì cái kênh của mình ngoài buôn bán ra thì cũng là một nơi chia sẻ cái sở thích của người. Thì clip này mình sẽ mở mọi người nghe một ca khúc mà mình cực kỳ thích nha, ca khúc Chuyện một chiếc cầu đã gãy người, do ca sĩ Hoàng Anh trình bày. Thì ca khúc này được cái nhạc sĩ Trầm Tử Thiên viết vào năm 68 người, trong một cái biến cố của Tết Mậu Thân. Cái này thì chắc ai mà có quê hương là Huế giống như mình thì chắc sẽ biết cái sự kiện đúng không? Đó là việc mà cây cầu Trường Tiền bị giật sập để ngăn cái đà tiến công. Ok, thì Hoàng Anh trình bày cái khúc này trước 75 mọi người. Tuy nhiên là mình thích nhất là cái bản thu của Hoàng Anh trong cái album Asia 318. Thì clip này mình sẽ mở cho người nghe là cái ca khúc Chuyện một chiếc cầu đã gãy của Hoàng Anh trình bày trong cái album Asia 318 nha. Và phát bởi cái đầu âm ly Denon 2004 La Mã cùng cặp loa BW CDM1 nha người, là một cặp loa Compact Domestic Monitor nha. Rồi ok, play nha người, play. Tôi vẫn nhớ mãi thương hoài.